Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì như anh em có thể thấy là hiện tại tôi đang đứng ở trên cái máy farm quái vật của tôi đây. Đấy, thì tôi phải nói thật với anh em mà tôi đã sửa lại nó rồi đấy. Nên là anh em cho nó hơi khác. Thì tôi sửa lại nó để cho nó hoạt động anh em ạ. Thì đơn giản thôi, đó là tôi giảm cái chiều cao của nó xuống. Bởi vì theo như tôi nghĩ ấy, chắc là tại mình đứng cao quá nên là cái máy farm bên dưới nó không hoạt động được. Thế là tôi giảm xuống tầng, tôi giảm xuống tầng thứ 180. Tôi giảm tầm 16 tầng đấy. Và tôi nhận ra là giảm xuống cái này nó hoạt động khá là tốt anh em ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống và tôi cho anh em xem thử xem mà nó hoạt động thế nào nhá. Đấy, thì nếu mà anh em mà tinh mắt ấy, mà anh em mà để ý chắc là anh em cũng nhận ra là tôi đang ở ngày thứ 203 rồi đúng không? Đó, là tôi dành tầm 20 ngày để tôi đứng xung quanh đây để tôi sửa cái máy farm đấy anh em ạ. Bởi vì là tôi cứ phải giảm xuống một vài tầng rồi tôi thử xem là máy nó có hoạt động không ấy. Giảm xuống một vài tầng rồi tôi đứng ở đây tầm 10-15 phút. Đó, khá là lâu. Nhưng mà cuối cùng thì cũng hoạt động rồi anh em ạ. Đấy, ok anh em, thì trước khi em bắt đầu video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Anh em làm như vậy là anh ủng hộ tôi kinh khủng luôn, mà nó còn free mà. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Đây, đấy, tôi qua tôi cho anh em xem thử cái thành quả này. Đấy, anh em nghe tiếng bọn quái rơi xuống chưa? Đấy, nó rơi xuống xong nó bị cái lửa đốt chết đấy. Đây này, úi rồi ôi, thích chưa anh em? Úi rồi, đấy. Ôi, nó phun cả hopper luôn rồi hả? Ôi, wow, phun khá nhiều rơm ở đây anh em ạ. Wow, bởi vì sau khi mà tôi sửa xong là tôi còn đứng ở đây tầm 1 tiếng rưỡi đấy anh em. Tôi đứng AFK ở đây tầm 1 tiếng rưỡi. Ái chà, ngon nhở. Thế này là buổi hôm nay chúng ta đi tìm được Netherite rồi anh em ạ. Đi tìm được mảnh vỡ cổ đại rồi. Ngon ngon ngon. Nhưng mà trước khi mà đi tìm mảnh vỡ cổ đại anh em ạ, thì tôi có một kế hoạch như này. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đây, đó là cái bộ giáp của tôi nó đang khá là bị hỏng rồi. Hỏng khá là nhiều anh em ạ. Nên là tôi sẽ cần có quyển sách sửa chữa. Đấy. Mà trước tiên chúng ta nên khảm đồ đã. Bởi vì trong lúc mà tôi apply là tôi có ra cả chỗ máy farm skeleton anh em nhá. Đó, tôi farm skeleton khá là nhiều. Nên anh em có thể nhìn thấy là level của tôi lên cũng khá khá rồi đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ loại khảm của mấy cái này đi. Và chúng ta khảm cho nó cái khảm mới cho nó xịn hơn đúng không ha? Bảo vệ khỏi vật bắn ra thì cũng chả cần đâu anh em ạ. Bảo vệ khỏi lửa một thì cũng gọi là phò phạch thôi. Hãy vứt hết đi, mình khảm cái mới nhỉ. Khảm cái mới cho nó ngầu chứ. Rồi. Đấy, tôi mong là nó ra được cái gì đó ngon ngon. Bảo vệ ba à, bảo vệ ba cũng được ấy, anh em, ngon 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 ngon. Đào nhanh dưới nước ái chà, cũng được, ngon đấy. Bảo vệ khỏi lửa, ôi thôi 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 à. Chậm hỏng ba à, được. Làm ơn là đừng ra cái bảo vệ khỏi vật bị bắn ra này, đừng ra bảo vệ khỏi lửa này, hoặc là bảo vệ khỏi vụ nổ này, đừng ra ba cái đấy. Làm ơn. Chậm hỏng ba, ô có mỗi chậm hỏng ba rồi à? Không sao các bạn, cũng được. Bảo vệ ba à, ngon ngon. Cầu mong là nó ra thêm cho mình thêm một cái gì đó nữa anh ạ. Chậm hỏng ba, ui được quá anh em ơi, được quá. Thì tôi không có thích mấy cái bảo vệ kia các bạn, bởi vì là tôi không có thích mấy cái bảo vệ khỏi lửa với các thứ đâu, bởi vì là cái bảo vệ này này là nó là bảo vệ chung tất cả luôn đó, chứ cần bảo vệ khỏi lửa thì nó chỉ bảo vệ mình có mỗi khỏi lửa thôi hả, nó cũng yếu lắm đấy, chả cần đâu. Rồi, ngon rồi anh em ạ, đồ ngon này. Bảo vệ khỏi sát thương khí rơi à, mà tôi thấy cái ủng này chung mà cũng không tệ cho lắm thôi các bạn ạ. Được rồi. Ok các em, thì bây giờ ấy, trước khi mà tôi muốn có sách sửa chữa ấy, thì tôi sẽ đưa một anh dân làng. Anh ấy từ cái nhà kho dân làng. Anh ấy qua đây. Đấy. Bởi vì tôi nói thật với anh em là buổi đêm tôi ngủ ở đây một mình tôi cô đơn quá. Tôi đã không có gái rồi mà tôi còn không có anh dân làng để tôi ôm nữa. Cô đơn quá. Nên là tôi sẽ phải tìm cách để tôi đưa một anh dân làng qua anh em ạ. Đấy, và tôi nghĩ là tôi sẽ dùng thuyền hoặc là tôi sẽ dùng cái xe mỏ. Đấy, được rồi.
Bây giờ tôi sẽ lên và tôi lấy xe mỏ và tôi lấy đường ray và tôi xây đường để đưa mà anh qua anh em ạ. À, ok các bạn. Thì tôi vừa mới suy nghĩ được một cái, đó là tôi sẽ đào thẳng từ đây luôn. Đào thẳng từ đây, đào qua cái nhà tôi luôn ha. À, đây. Tôi đã cầm xe mỏ và mấy cái đường ray qua rồi đấy. Thế nhưng mà tôi đào thẳng qua luôn, bởi vì nãy là tôi tính toán và tôi nhìn thử là tôi thấy là đào này thông qua được cái nhà mình các bạn ha. Rất là tiện. Đấy, chúng ta sẽ có đường di chuyển từ cái nhà kho dân làng đến cái nhà của tôi luôn. Gọi nhà kho dân làng thấy nó hơi quê nhỉ? Để tôi thử suy nghĩ thử tiếp nào. Cái băng cơ của dân làng các bạn, hầm trú dân làng chứ. Sao đài mà mãi mà chơi nhà mình nhỉ? Từ từ các bạn, để tôi lên check thử nào. Lạ vậy. Đào ở đây là phải qua chứ ta. Hay là tôi nhìn nhầm à? Đây này anh em, đặt từ đây là mình phải đi qua đây ta. Hoặc có thể là mình đang đào nó ở bên dưới anh em ạ. Chắc phải đào lên bên trên thì nó mới tới cái nhà mình ấy. Thì kiểu là mình đào cái đường hầm này thì nó bên dưới quá, nó không có chặn vào cái nhà của mình. Đâu rồi cái đường hầm của tôi đâu rồi? Đây, tôi đào lên một ô rồi, để tôi thử xem cái nhà tôi đâu. Đây này, đấy. Nói này, ui ngon quá. Được rồi anh em ạ. Tôi sẽ lấp lại cái chỗ này. Đấy, đào hơi lố à. Ui tối nhờ, tối này chốc có spawn nó quá không ta. Đấy, cố gắng có được quyển sách sửa chữa trước. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ cùng đi tìm Netherite anh em ạ. Để tôi vào tôi ngủ cùng các anh dân làng tí để cho tình cảm anh em lên anh em ạ. Đấy, nằm cạnh hỏi han các anh ấy tí, các anh ấy ngủ mà có quên thì mình còn đắp chăn cho các anh ấy chứ đúng không? Rồi anh ấy đi vào đây kìa, có anh nào thích không thì vào đây kìa. Đấy, bây giờ tôi sẽ xây đường cho các anh ấy lên đây các bạn. Xây đường cho các anh ấy lên thì tôi nghĩ là mình sẽ xây này. Đấy, mình sẽ xây hình bậc thang cho các anh ấy lên đây các bạn. Đấy, phá cục cái đi, phá này đi nào. Có anh nào muốn buổi đêm được nằm ngủ với em không? Có anh nào có đam mê muốn đấu kiếm đúng không anh? Đúng rồi anh, hay quá. Đam mê đấu kiếm với các bạn, đúng không anh? Đi lên đi anh. Tốt quá. Đây sẽ là anh dân làng đầu tiên vào thăm nhà tôi. Đấy, đứng yên đấy anh nhá. Đấy, tôi sẽ nhốt cái chỗ này lại. Đó. Ok, ngon. Ngon anh các bạn. Tôi sẽ cho anh này làm sách, làm nghề thủ thư đấy các bạn. Để tôi tìm cái sách sửa chữa. Nào, bây giờ mà muốn làm cái đấy thì phải làm được cái kệ sách. Ái chà, anh em thấy cái ruộng của tôi đẹp không? Tôi trồng cái ruộng là tôi cũng có tính toán đấy. Tôi để cái rau dền đằng trước và tôi để cái lúa đằng sau, bởi vì cái lúa cao hơn đấy. Đó, mình để cái lúa đằng trước thì mình không nhìn thấy cái rau dền nên là tôi để cái này ấy, nhìn đẹp không? Dòm đẹp không em? Dòm hay sao em? Dòm thích anh em ạ. Dòm đang phấn khích. Nào, làm cái bàn kệ sách nào. Ok các em ơi, tôi đã làm được cho anh ấy hộp nghề đựng sách rồi đây. Đấy, tôi đã đặt nó ở chỗ nào nó cho đẹp nhỉ? Đây đi. Đấy, để vào đây kìa. Anh này là anh ấy nhận cái nghề làm giáp này là bởi vì là cái lò nung này đấy. Đấy. Ủa, phá cái lò nung ấy rồi cái cục đeo rơi xuống anh các bạn. Thôi thì để cục đeo bên trên vậy. Đấy. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ cứ phải bắt anh ấy làm cái nghề sửa chữa anh ạ. Bằng cách là mình cứ phá cái này đi rồi mình đặt lại đấy. Đấy, cứ phá đi rồi đặt lại như vậy là mỗi lúc sau là may mắn thì mình sẽ tìm được quyển sách sửa chữa ha. Tôi mong là nó sớm, chứ mà đừng làm của tôi mất 30 phút ha. Ok các em ạ, anh em đợi chút nhá. Ok các em ơi, tôi đang gặp một ca mà tôi cực kỳ khó xử. Anh này là anh ấy không đổi cho mình quyển sửa chữa, nhưng mà anh ấy đổi cho mình một quyển sách mà tôi thấy nó rất là khó xử anh em ạ. 16 ngọc mà được quyển bảo vệ 4 anh em ạ. Bảo vệ 4 là một trong những quyển cực kỳ ngon anh em nhá. Đây, quần của tôi chỉ có bảo vệ 3 thôi. Cái nón của tôi chỉ có bảo vệ 3 thôi. Giày và áo không có. Mà thằng này nó có tận quyển sách bảo vệ 4 luôn. Nó có 16 ngọc đây các bạn. Thường lấy quyển bảo vệ 4 này phải đến 50-60 viên ngọc cơ. Ngon nhở ha. Thôi thì chắc là tôi ha, chắc là tôi đổi luôn đi. Thôi cũng được anh ạ. Quyển này chứ.
Ơ nhầm 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 nhầm. Sách đâu? Suýt tí nữa thì tôi đổi nhầm anh em ạ. Đây còn 3 quyển đây. May quá. Dù là học hơi đầm nhưng mà may là nhà nó vẫn còn giữ sách anh em ạ hơ. Rồi. Bảo vệ 4. Đấy. Được rồi các bạn. Chúng mình cứ kệ anh ấy đi, để anh ấy đấy đã. Bây giờ tôi vẫn cần phải tìm được cái quyển sửa chữa anh em ạ. Chứ mà anh này là anh vẫn ấy này thì vẫn chưa được. Để tôi phải làm thêm cái kệ sách. Tôi làm thêm cái bàn đựng sách này rồi tôi đi tìm thêm quyển sửa chữa. Ok các bạn. Tôi đang đứng dụ dụ để tôi dụ cho anh nữa. Thì vào đây ấy. Có anh nào muốn chung sống với em không? Vào đây anh. Không vào thì mình đủn vào anh các bạn ha. Ô, anh ấy là anh ấy. Ui anh ấy là anh master rồi. Cái anh ấy là anh master rồi. Thì anh có đế thì cũng trả được cho anh ra ngoài kìa. Anh về nhà anh ấy kìa. Vô duyên à. Em cần chai tân cơ. Anh lão làng của anh về đi. Về đi anh. Em cần chai tân tranh tranh kìa. Có anh nào chưa có nghề muốn ấy không à? Mấy anh này, mấy anh kia thì... đúng rồi, vào đây này, đi đâu đây? À. Đây, trông anh này, trông con trai các bạn. Trông ngon trai lắm. Anh chưa có nghề, à. Tôi đặt cái kệ sách vào đây, ấy, à. Đấy, ngon quá. Đặt mấy kệ sách để mình dụ anh ấy các bạn. Đấy, mình dụ anh ấy thì anh sẽ tới và anh ấy sẽ nhận nghề, ấy. Đi vào đây anh ấy. Đi đi anh ấy. Đúng anh ấy. Đi lên anh ấy. Đấy. Anh em ơi. Cuối cùng. Cuối cùng thì cũng được rồi. Đây. Sửa chữa 16 ngọc luôn. Ngon nhờ cả. Thằng này là đều là 16 ngọc đây các em. Cái này là 16 ngọc và bảo vệ 4. Thằng sau là 16 ngọc và sửa chữa. Ui ngon quá anh em ạ. Lấy luôn một quyển anh em ạ. Rồi. Ok các em. Thì như thế này chưa là gì đâu các bạn, như thế này chưa xong đâu. Chúng ta còn một bước nữa cơ anh em ạ. Còn một bước nữa. Anh em nhìn thấy anh zombie của tôi không? Baby zombie của tôi đấy hả? Đấy. Bây giờ tôi sẽ thả baby zombie đây các bạn. Tôi sẽ hiến tế hai anh này cho baby zombie. Đấy. Lên zombie. Xử lý chúng nó zombie. Ê, tôi không cần hai anh nữa anh ạ. Ơ, đằng kia kìa. Dân làng kìa em. Ăn dân làng đi em. Đi qua kia ăn kìa. Qua đây em. Qua đây em. Ui, đi sao mà nó đánh tôi cơ. À, chắc là tại tôi đứng trong tầm của nó đây cơ. Để tôi đi khỏi cái tầm của nó. Ồ, rồi anh em ơi. Tôi thấy là Zom đang đánh anh dân làng rồi. Lên đi Zom. Em đánh được anh nào chưa? Ơ à, có hai anh mà. Chết rồi anh mà. À đâu đâu, cả hai anh thì còn sống mà. À. Thì anh em biết sao không? Đó là nếu mà chúng ta mà chơi chế độ bình thường ấy, cái chế độ normal ấy, thì khi mà zombie giết dân làng thì dân làng nó chết luôn. Nhưng mà nếu mà anh em mà chơi cái chế độ nó hát co ấy, hoặc là cái chế độ hát bình thường đấy à, thì zombie giết dân làng và dân làng sẽ không chết đâu anh em ạ. Lúc ấy dân làng nó sẽ biến thành zombie dân làng đấy. Và lúc ấy thì anh em biết sao không? Chúng mình có thể chữa cho dân làng được. Chữa cho dân làng để chúng mình có thể trao đổi với một cái giá cực kỳ giảm giá luôn anh em ạ. Giống kiểu là mình đã giúp nó ấy. Mình đã cứu vớt cuộc đời nó ấy à. Vậy nè, tôi sẽ biến hai anh này trở thành zombie và tôi chữa cho hai anh ấy, để cho hai anh ấy trao đổi với tôi với một cái giá cực hời mà chả hiểu. À đây này, hay lắm Zom, hay quá Zom. Đúng rồi Zom. Sao mà hai anh dân làng khỏe đấy hả? Hai anh dân làng biến thành zombie mà mặc giáp trông khá lấp lánh các bạn. Được rồi, từ tôi ra tôi xem anh thương nhân có cái đồ gì con không. Cái quả bóng nhờn rồi cái quả bóng xanh này là lợi anh em nhá. Nhưng mà để tôi xin cái dây các bạn hả. Đấy. Tôi chỉ cần xin cái dây thôi hả. À. Có hai cái rồi.
Ok các em, bây giờ sẽ chữa trị cho hai anh dân hả? Đấy, qua đây anh ấy, qua đây hai anh ấy hả? Qua đây, qua đây. Đẹp quá. Chụp cảnh cái. Được rồi anh ạ, bây giờ chúng ta chia trà. Bây giờ chúng ta phải nhốt hai cái lại đã. Đấy, nhốt hai cái lại đây các bạn. Nào nào. Ủa ôi. Bởi vì là tôi, cái bàn làm thuốc của tôi là tôi để bên trong anh các bạn ha. Nào, nào các em. Thì vào đây nào các em. Nào em. Thì vào đây em. Ok các bạn, tôi thấy có vẻ là không nhốt được. Vậy thì tôi làm cái này thôi. Đấy, mình đào cái này đi cũng được. Đấy, không cần phải nhốt. Đấy, tôi nhớ là cái rương, cái rương mà nó được đồ địa ngục của tôi đây này. Nó ở đây này. Đó. Tôi sẽ lấy cái rương đồ địa ngục. Đấy. Que ở quỷ lửa. Với que này chúng ta sẽ làm một thuốc này. Đầu tiên là chúng ta cần làm cái bàn, cái bàn làm thuốc. Thì là cái đấy nó dịch là cái gì nhỉ? Cái bàn làm thuốc thì nó dịch đúng ở trong này là gì ta? À, đây. Dàn pha thuốc. Ui, rắc rối thế. Ông viết luôn là bàn làm thuốc đi còn dàn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần đến chai thủy tinh anh em ạ. Cần đến chai thủy tinh này. Sau đó là chúng ta sẽ cần đến cái bột quỷ lửa. À, bột quỷ lửa, chai thủy tinh và một vài cái đồ lung tung ở đây rồi đó. Tôi đào xuống và tôi mở cái ra và tôi lấy các bạn. Đấy, đơn giản thôi. Đấy. Ôi chết cha, cái này là cái rương ấy rồi. Nó phải là cái rương ở dưới cái rương này cơ. Cái rương đây này. Cái rương ở thứ hai đúng rồi. Đấy, chai thủy tinh này. Cần đường này. Ta cần có đường mà chúng ta cần làm gì ấy nhở? Bởi vì tôi làm cần làm cái mắt nhện anh em ạ. Cái mắt nhện bị lên men. Đấy, mắt nhện lên men là cần có nấm này và mắt nhện đã. À, có mắt nhện, đây là có mắt nhện rồi. À, cần có nấm nữa anh em ạ. Nấm đâu? Trời, có nấm không? Trong này không có nấm rồi. Tôi không có nấm thì không sao. Tôi đi qua cái chỗ rừng rồi tôi chặt cây cũng được. Rồi, để tôi qua chỗ rừng tôi chặt tí cây và tôi làm cái mắt nhện lên men anh em ạ. Đây này, chính là cái cây màu nâu này. Đó. Sau đó là mình có chai thuốc ở này đúng không? Mình múc nước cái là được. Đấy, mình múc nước cái rồi mình làm là được anh em ạ. Ngon quá. À đúng rồi, mình cần thuốc súng nữa. Mình cần thuốc súng để mình làm qua cái thuốc để mình ném được ấy. Nên là tôi không. À ok, tôi sẽ xuống cái rừng thứ hai và tôi lấy cái thuốc súng được. Hoặc là mình qua cái máy farm quái vật của mình lấy thuốc súng của bọn creeper cũng được anh em ạ. Này, chỗ nào cũng có thuốc súng cho mình thôi. Nào, đầu tiên là làm cái mắt nhện này. Đấy, mắt nhện lên men. Rồi. Cái mắt nhện này là mình ăn được anh em nhá. Mình ăn là mình sẽ bị ngộ độc đấy ha. Đấy, bột quỷ lửa này. Xong sau đó là mình đi mình múc tí nước đã này. Múc tí nước xong tiện tôi lấy cái thuốc súng luôn. Tôi không biết là mình đứng ở dưới này thì cái máy phan nó hoạt động được không anh em ạ. Hờ. Ôi, con creeper, à con Enderman, mày đừng có lấy đi của tao một block nào đấy. Hờ. Bởi vì là con Enderman này là nó rất là hay trộm đồ của mình anh em ạ. Nó láo lắm. Hờ. Để tôi vứt một cái gì đó ra ngoài nhỉ. Tôi vứt cái mía ra ngoài đi, chả cần mía đâu. Đấy. Đấy, vứt tạm một cái mía ra ngoài. Rồi, để tôi vào tôi chế thuốc cho anh em xem. Chế thuốc là mình để tôi nhớ xem nào. Tôi hơi quên công thức chế thuốc rồi anh em ạ. Lúc đầu là mình chỉ cần để chai thủy tinh vào thôi đúng không? Để chai thủy tinh vào thôi đúng không? Mình có cần để cái gì vào đây? À, mình cần phải để một cái gì nữa mà nó của địa ngục mà ta, đúng rồi. Nó là có loại cây màu đỏ của địa ngục đây rồi. Đấy. Đây, để cái này vào anh em ạ. Đấy. Nhẹ xuống ăn cái này cái hơn. Để tôi xây lại cái này luôn anh ạ. Xây lại nào. Nhảy lên rồi. Xong cho cát vào. Đấy, xây cho nó gọn gàng. Cả chỗ này cũng vậy này. Vì sao cái chỗ này mình xây cái gì mà sao trông nó ấy cái này hả? Nhảy. Ôi, nhầm rồi. Úi dồi ôi. Ở đây này.
xong rồi lấy cát. Ok các bạn, đây này. Đấy, có thuốc kỳ quặc rồi nhá. Sau khi là mình có thuốc kỳ quặc rồi này, là bây giờ là mình sẽ cho cái mắt nhện vào. Từ từ á, cho thuốc súng vào đã. Đấy, để cho nó chuyển qua dạng là mình ném được các bạn. Ê, có hai con zombie mà tôi không biết là anh đâu rồi. Đây có một anh đây ha. Zom đang vui lắm anh các bạn, Zom đang vui vì là có thêm đồng bọn. Thế nhưng mà sớm thôi là tôi sẽ giải cứu cho hai anh ấy thôi, anh em đừng lo. Đấy, thuốc kỳ quặc có thể ném được. Đấy, cho mắt nhện vào. Ơ. Ơ. Ôi anh em ơi. Hình như là mình làm cái thuốc này là mình đâu có cần cái ấy đâu đúng không? Chết cha rồi, hình như là tôi nhớ nhầm rồi anh em ạ. Chúng ta không có cần cái loại cây đỏ đỏ trong nether đâu. Tôi lấy kính ra mà tôi làm lại thuốc nào. Nhầm. Đây, cho thẳng mắt nhện vào luôn. Đâu nó có một cái đâu rồi. Đấy, đợi tí cho nó pha chế các em ạ. Đấy, đấy, quá. Các anh đợi em tí nhá. Đấy, đây. Xong cái này chúng ta cho em thuốc súng. Đấy, cho em thuốc súng vào là nó trở thành ấy, thuốc yếu đuối ha. Dịch gì mà nghe yểu điệu thục nữ đấy. Đấy, thuốc yếu đuối các ạ. Chúng ta sẽ làm cho các anh ấy bị yếu đuối đi. Đấy, làm cho tâm trí các anh ấy mờ dần đi ấy. Lạc lối. Nghe cứ như đang trực xỉ khe em nhỉ ha. Rồi, sau khi mà có cái này rồi ấy. Ủa, cái gì đây? Hai thằng ngu. Chúng nó ha. Chúng nó đứng vào ánh sáng rồi sau đó thì chúng nó chết cha rồi. Đừng có chết. Ui dồi ôi, may quá anh em ơi. May quá. Một trong hai anh này là cả hai anh đều rất là quan trọng đây các em ạ. Chả hiểu là hai anh ấy làm cái gì mà bị cháy đó hả? Đần quá anh ơi. Ok các ạ, thì bây giờ tôi sẽ phải xuống và tôi liều mình tôi chữa trị cho hai anh ấy. Ui chết cha rồi, từ. À, bây giờ trước tiên là mình cần phải có quả táo vàng. Mà táo vàng là tôi để trong cái rương này. Táo vàng tôi để trong cái rương này. Đấy, đầu tiên là mình sẽ phải vứt một tí đồ ra ngoài đã anh em ạ. Đây tôi đứng ở cái rương này và tôi mò xuống này tôi ấy luôn đi nào. Đấy, tôi sẽ cất một tí đồ. Đấy, mình cất tặng một tí đồ va vẩn này đi. Rồi, xong bây giờ tôi sẽ nhảy xuống mà tôi lấy cái ấy này, táo vàng. Đấy, xong rồi tôi sẽ ném thuốc cho hai anh ấy. Đấy, thì vào thì tôi cho hai anh ăn anh em ơi. Ôi, thôi. Thôi anh em ơi, thôi. Thôi anh ấy. Rồi. Đấy, tôi đã cho cả hai anh ấy ăn rồi đấy. Ôi, hai anh ấy bảo tôi đau quá. May quá anh em ạ. May là tôi chưa đi bụi đấy. Tôi mặc full giáp kim cương mà tôi còn đau vậy các bạn. Khá đau. Nào. Đấy, anh em thấy hai anh ấy đang run chưa? Hai anh ấy đang phê đấy. Zom nhở? Zom nhìn chắc Zom sợ anh em ạ. Chúng ta chỉ chữa trị cho zombie dân làng thôi anh em nhá. Chứ còn là zombie bình thường nó giống như Zom này thì chúng ta không chữa trị được đâu. Đấy, rung đi đúng rồi. Đấy, một lúc sau là hai anh ấy sẽ biến trở lại thành người thường. À chết cha rồi. Nếu vậy chắc là tôi phải... Đúng rồi anh em ạ. Nếu mà như vậy thì tôi phải nhốt Zom lại rồi anh em ạ. Zom ơi đi vào đây Zom ơi. Hai anh này là hai anh ấy phải ra bên ngoài các bạn. Tôi nghĩ chắc là đã tới lúc mà tôi phải giết Zom rồi. Chứ không trông Zom giết hai anh ấy là không ổn đâu. Zom. Úi dồi ôi chết cha rồi. Zom ơi. Không biết là bây giờ phải làm sao để mà tách được. À đúng rồi. Zom ơi. Đi ra ngoài đây. Đúng rồi. Thành công rồi. Úi dồi ôi. Tôi mang Zom ra ngoài rồi. Tôi nhốt hai anh ở trong kia rồi. Bởi vì là một lúc nữa là hai anh ấy sẽ quay trở lại làm người thường mà. Đấy mà mình lại để Zom ở cùng với hai anh ấy là Zom sẽ lại giết hai anh ấy đấy. Hả, tôi mang Zom ra ngoài rồi. Ồ. Bây giờ tôi sẽ tìm cách để tôi đưa Zom xuống dưới cái chỗ chuồng của Zom. Đi Zom ơi. Em hết nhiệm vụ rồi Zom ơi. Đi vào đây em. Úi dồi nó đánh tôi cơ mày.
Nó láo quá. Để từ từ này tôi mang nước ra. Ơ, tôi không có chai nước nào à? Thế bây giờ làm sao mà đưa Zom xuống dưới cái phòng này nhỉ? Đi vào đây em ơi. Đây. Zom. Rồi anh em ạ. Anh em đợi tí để tôi mang Zom xuống anh em ạ. Zom nó nghịch ngợm quá. Đi vào đây em ơi. Zom ơi. Ok các em ơi. Này, tôi đã thành công, tôi nhốt Zom vào rồi. Thành công rồi anh em ạ. Hai anh kia đã thành người chưa? Ơ thế vẫn chưa thành người à? Sao mà hai anh run thì... Mà sao mà run lâu thế? Sao run mãi mà vẫn chưa thành người vậy anh em hả? Tôi nhớ là tầm 2 phút là hai anh phải thành người mà ta. Từ nãy giờ là cũng được 2 phút rồi mà ta. Thế này là cái thuốc này nó hơi yếu à? Có thể tôi nhắm cho hai cái thêm thuốc anh em ạ. Đấy, ăn thêm thuốc đi nhá. Ờ à. Chắc thuốc hơi yếu. Để tôi đợi thử thêm một lúc nữa xem hai anh có thành người không anh em ạ. Rồi anh em ơi, này này. Có một anh đã thành người rồi đấy. Thế nhưng mà cái anh này, anh làm ơn là anh đừng giết cái anh kia nhá. Sao anh này mãi vẫn chưa thành người này? Cũng may là cái anh zombie này là anh ấy đang chọn tôi là mục tiêu đấy anh em. Thế nên là anh ấy mới không quay lại để anh ấy đánh anh dân làng đấy. À, may mắn thôi mình cứ đứng cho anh ấy nhìn thấy anh em ạ. Chứ giờ mình chạy ra xa là anh zombie, là anh quay lại và anh giết anh dân làng đấy. Khổ lắm ha. Nước ngon quá anh em ạ. Tôi đã được nhận cái pha chế thuốc tại nhà ha. Bác sĩ chơi ma. Cái dịch khá thân thiện này các bạn ha. Thôi rồi để tôi tranh thủ tôi cất tí đồ nhỉ. Anh đứng quay lại anh giết anh kia nhá. À thôi anh các bạn. Nó thật là đứng ở đây đi cho nó an toàn. Sợ lắm. Rương rồi đấy. Cất tí đồ. Đấy xong mình mở cái rương này ra rồi mình cất nấm nâu này. À đấy ui nổi ngon quá. Hai anh ấy thành người thường rồi. Ra đi anh. Đấy, em thả tự do cho hai anh nhá. Đây, cái thứ mà chúng ta cần đây các em ạ. Đây này, anh em thấy chưa? Một ngọc để đổi lấy một quyển bảo vệ 4. Còn anh này, một ngọc để đổi lấy sửa chữa. Úi rồi ôi. Anh yên tâm nhá, anh đưa hết sách của anh đây. Anh nhá. Mà từ từ tôi hết sách rồi, tôi hết sách rồi, để tôi làm thêm sách. Ngon. Ngon anh ạ. Đấy. Bây giờ tôi đi ngủ tí. Xong tôi ra ngoài tôi lấy mía. Để tôi làm giấy xong tôi làm sách. Quá ngon anh các bạn. Ôi dồi ôi. Vô duyên thế anh. Đấy. Đấy. Đã đến lúc mà cái máy pha mía. Ôi dồi ôi. Anh zombie à? Anh zombie nè. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi cái nhà của tôi. Thằng Creeper mất nét anh em ơi. Nó mất chạy. Ui rồi nó nổ hỏng cái rương của tôi rồi. Một đống rương của tôi. Holy shit. Được rồi các bạn kệ ơi đi. Chúng ta tập trung cái nhiệm vụ chính này. Đấy làm giấy này. Làm giấy xong rồi bây giờ mà muốn làm sách là chúng ta cần có gia cừ. À không. Làm gì nó có gia cừ á. Ra bò. Đấy sách này 21 quyển rồi. Anh đưa ngay sách cho em đây, đừng có nói nhiều. Bảo vệ 4 à? Không từ sửa chữa trước. Sửa chữa quan trọng hơn anh em ạ. Đấy, để tôi cất tặng đồ nó vào một cái rương. Xong tôi đổi tiếp đồ với mấy anh ấy, anh em ạ. Đấy, đổi xong đồ xong mình dọn sau. Bởi vì là các anh ấy chỉ giảm giá cho mình trong một khoảng thời gian thôi. Đấy, hết cái khoảng thời gian đấy là các anh không giảm đâu. Tôi hết mất ngọc xanh rồi anh ạ. Hết ngọc xanh rồi thì bây giờ tôi sẽ cầm bạc. Đấy cầm bạc tôi qua kia và tôi đổi cái đống ngọc xanh anh các bạn. Quá nhiều rồi các bạn hả. Chúng ta có quá nhiều ngọc xanh. Đấy. Nó trong cái thời gian mà tôi AFK ở cái chỗ máy farm quái thú là cái máy farm sắt của tôi là nó cũng hoạt động nhá anh em nhá. Nó hoạt động cực mạnh luôn hả. Thế nên là anh em đừng lo. Tôi là không bao giờ tôi thiếu sắt luôn anh các bạn. Nào anh đấy. Anh có thiếu sắt thì anh cứ đưa hết cho em nhá. Đấy. Một đống anh em ạ, một đống luôn.
bao nhiêu rồi, được 36 rồi. Còn không? Còn anh nào muốn nó đổi bạc nữa không? Sắp xài bạc gì? Đổi không anh ơi? Được rồi, 36 là được rồi đấy anh em ạ. Chốc có gì là mình thiếu mình cầm tôi nhận con mình đổi. Anh em thấy cái máy farm của tôi cao rồi, đây này. Cao, khá là cao đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta có một đường xuống cực kỳ nhanh anh em ạ. Cực kỳ nhanh. Rồi, đưa em. Ôi, hết sách luôn anh em ạ, hết sách rồi, để tôi phải craft thêm sách. Đấy, ngon quá. Ok anh em, tôi sẽ cứ đổi thêm một tí nữa và hết giấy à. Ok, thì bây giờ thì tôi đã có sách sửa chữa rồi đúng không? Có sách sửa chữa rồi, bây giờ tôi sẽ ép vào mấy cái đồ của tôi anh ạ. Ép vào để cho mình bảo vệ khoảng mình bảo vệ nó, để tôi trước tiên là tôi nghĩ là tôi phải loại cái khảm của cái giày đã, chứ tôi thấy cái giày cái khảm bảo vệ khỏi sát thương rơi này nó cũng không có tốt cho lắm. Loại đi đã. Rồi. Xong chúng ta sẽ khảm cái khảm mới vào. Ui giời. Thằng mất dạy. Nó đột kích tôi anh em ạ. Đâu thế? Nước. Rồi. Nào chúng ta sẽ làm giày này. Bảo vệ ba. Ui giời, bảo vệ ba cần cái gì? Bây giờ là tôi có cái anh này là anh ấy đổi cho tôi sách bảo vệ 4 rồi này. Đấy, có cái sách nào mới không? Chậm hỏng 3 à, được anh em ạ, chậm hỏng 3 được. Ôi, ngon, rồi, tốt rồi. Hay chậm hỏng 3 đấy anh em ạ, ấy xong rồi. Đấy, xong bây giờ tôi sẽ bây giờ là tôi sẽ ép quyển mending vào thôi. Quyển sửa chữa đấy. Đấy, ngon quá. Đấy, thế giờ là mình đã có giày sửa chữa rồi anh em. Rồi. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ là bây giờ là tôi sẽ phải dọn cái đống này. Đấy, dọn cái đống này và sửa chữa lại nhà một chút. Sau đó là tôi sẽ khảm mấy quyển sửa chữa nó vào mấy cái đồ của tôi. Sau đó là chúng ta cùng lên đường và đi tìm mảnh vỡ của lại anh em nhá. Ok anh em đợi tôi chút nhá.